COVID chẳng hạn. Đấy. Thế thì sau đó mình sẽ tính ra cái tỷ lệ mới mắc COVID đấy, thì cái đấy mình sẽ tính được ra là gì, là nguy cơ. Giả sử như chúng ta tính được, chúng ta thấy thực ra như này này, bây giờ mình làm nghiên cứu ấy, mà chúng ta là những người mới ở đây, bạn bác sĩ Trúc bạn có hỏi là thầy cho em hỏi phân tích hồi quy đa biến cho biến lặp lại thì làm như thế nào, thì nó có một số các cái hồi quy đa biến nó hỗ trợ cho cái việc lặp lại đấy, và lặp lại thì thường nó sẽ có lặp lại theo cái biến outcome hoặc là lặp lại theo các biến độc lập đấy, thì nó sẽ có các cái dạng cấu trúc dữ liệu, thì nó sẽ có các cái mô hình đấy, nó thường nó sẽ có các cái mô hình hồi quy nâng cao để nó phân tích cái này. Thế thì nếu mà em là cái người thạo rồi thì chắc là chẳng hỏi tôi câu này. Còn nếu mà em là những người mới ấy, thì tốt nhất đừng có động vào cái này, bởi vì cái tư duy nó loằng ngoằng lắm. Thế thì khi mà chúng ta không hiểu được về cái hồi quy, cái dạng hồi quy, và chúng ta lại cứ lao đầu vào đấy, thứ nhất tốn thời gian, và thứ hai về sau chúng ta không biết là mình sẽ giải thích nó như thế nào. Chúng ta ra, em thử tưởng tượng em đứng trước hội đồng, sau đó thì em trình bày, sau đó thầy hỏi là cái đấy nó là cái gì, thì em không biết, mà khi em không biết thì em làm sao em giải thích được cho người khác hiểu được đấy. Và cái điều quan trọng nhất ấy là trong cái lớp mà nghiên cứu khoa học của tôi ấy, thì tôi cũng có định hướng cho đấy, cái này là cái mà đôi khi là anh em chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta cứ tưởng là mình có thể làm được nghiên cứu theo cái hướng đấy, nhưng mà đôi khi nó chúng ta làm như vậy nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Thế thì giả sử như trong trường hợp này nhé, và em còn cảm thấy bối rối nhé, thì em hoàn toàn có thể lên trên trên mạng này hỏi ấy. Đấy. Lên trên các cái con trí tuệ nhân tạo ấy, thì em đánh đúng cái câu này vào, thế thì nó sẽ trả lời cho em. Đấy. Và hai nữa là em có thể lên cái kênh gọi là cái trang gọi là gì nhỉ? Coursera đấy. Đấy. Coursera, ở trên đấy nó có một số các cái khóa học đấy, liên quan đến các cái mô hình mà hồi quy nâng cao, thì mình có thể bổ trợ cho cái này. Đây nhá. Giả sử nhá. Mình có thể hỏi. Ồ, quán giờ mất rồi. Đây nhá. Thử nhá. Đấy. Xem có biết không nhá. Đây này. Mô hình hỗn hợp tuyến tính Mixed Linear Model phân tích phương sai lặp lại Repeated Measure ANOVA, thì cái này không đúng lắm, nhưng mà thường người ta sẽ sử dụng cái này. Em này nó sẽ phụ thuộc vào cái biến outcome của mình là cái gì, sau đó mình sẽ lựa chọn này. Tôi trả lời một loạt luôn nhá. Thầy thầy ơi em làm nghiên cứu, bạn tươi bạn hỏi là thầy ơi em làm nghiên cứu về khoa học xã hội, về giáo dục, không thuộc ngành y, có đăng ký tư vấn 11 với thầy được không? Được, em cứ đăng ký đi nhá, đăng ký 11 11 11 tư vấn miễn phí, thế sau tôi sẽ định hướng cho đấy, thoải mái không vấn đề gì cả. Thực ra thì cái tư duy nghiên cứu ấy thì nó giống nhau giữa các ngành thôi đấy. Hiện nay thì tôi cũng đi dạy cho một số các cái trường về bên kinh tế, bên marketing, họ cũng vẫn mời đấy, thì tôi vẫn có thể giảng về phương pháp nghiên cứu được cho các bạn này, để các bạn hiểu được là xác định vấn đề nghiên cứu là gì, các cái phương pháp, các cái vấn đề liên quan đến biến số, phân tích số liệu, trích dẫn các thứ đấy. Hằng này, thầy ơi em sắp nghiên cứu khoảng 8 biến số lớn, trong trường hợp có đến 6, 7 hoặc 8 biến số không đạt phân phối chuẩn thì có đáng lo ngại không thầy ấy? À, em nên làm như thế nào trong trường hợp đó? Em cảm ơn thầy rất nhiều. Thực ra thì các cái biến số ấy mà nó phân phối chuẩn hay không chuẩn ấy, thì nó cũng cái đấy là cái khi mà em lấy số liệu, em tức là em thiết kế nghiên cứu ấy, mà nó đã tốt rồi ấy, thì cái việc chuẩn hay không thì đấy là do cái số liệu của mình thôi. Thì số liệu của mình chuẩn thì mình sẽ định hướng theo phân phối chuẩn. Khi làm các cái test thống kê ấy, thì mình làm các cái test tham số, còn không chuẩn thì mình làm các test phi tham số, đơn giản như vậy thôi. Cái quan trọng nhất ấy là phải nắm chắc về cơ bản về nghiên cứu. Đấy, đấy là đối câu trả lời cho Hằng nhé. Khanh nhỉ, thầy ơi xác định yếu tố nguy cơ thì dùng các thống kê gì ạ? À, thì em sẽ cần phải để mà xác định được yếu tố nguy cơ nhé, thì khi mà nói đến yếu tố nguy cơ
thì yếu tố nguy cơ là nó phải liên quan đến yếu tố về thời gian. Người ta định nghĩa nguy cơ là như này này, nguy cơ là một cái thứ mà nó liên quan đến cái tình trạng sức khỏe của con người này này, và nó ở trên một cái nhóm mà nó không bị cái vấn đề đấy, sau một khoảng thời gian thì cái vấn đề đấy nó xảy ra trên những nhóm đối tượng đấy, thì thế nên gọi là nguy cơ. Ví dụ như này là lúc đầu chúng ta có một nhóm, ví dụ 100 người hoặc 1.000 người gì đấy, họ hoàn toàn khỏe mạnh, không có mắc bệnh gì cả. Thế sau đó mình theo dõi trong vòng 1 năm, sau đó mình sẽ phát hiện ra có một số lượng người mắc COVID chẳng hạn. Đấy. Thế thì sau đó mình sẽ tính ra cái tỷ lệ mới mắc COVID đấy, thì cái đấy mình sẽ tính được ra là gì? Là nguy cơ. Giả sử như chúng ta tính được, chúng ta thấy phát hiện được 100 người trên 1.000 người chẳng hạn, thì lúc đấy là gì? Chúng ta cái tỷ lệ mới mắc là 10%. Thế thì mình sẽ nói là gì? Là cái nguy cơ mắc COVID ở trong cái nhóm đối tượng đấy là 10%. Đấy, ý nghĩa của nguy cơ là nó phải có thêm yếu tố thời gian. Đấy. Hiểu không nhỉ? Đấy thì khi mà em đã định nghĩa cái nguy cơ đấy rồi thì em sẽ biết được cách là mình sẽ lựa chọn cái gì. À, tiếp theo này. Nguyễn Minh Quân này, thầy cho em hỏi có phải tính hệ số tương quan để tìm mối tương quan, nếu có tương quan mới tìm được hồi quy tuyến tính phải không thầy? Cảm ơn. Thực ra không phải đâu em ạ. Đấy, cái tương quan có nghĩa là tôi có một cái video về tương quan về hồi và hồi quy rồi nhá, thì em lên đây em tìm cái đánh cái chữ là tương quan này, tương quan Vũ Duy Kiên là được. Đấy, thì em xem cái video này nhá, bởi vì bây giờ nó không còn nhiều thời gian nữa. Đấy, phân biệt giữa tương quan và hồi quy. Đấy, hiểu không Nguyễn Minh Quân? Đấy, tương quan và hồi quy nhá. Đấy, tôi gửi cho cái video này nhá. Cách tìm là đánh chữ là tương quan Vũ Duy Kiên. Đấy, gửi đấy nhá, xem video này nhá. Trả lời được câu hỏi của em. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.